Đồng Thảo và tiết mục tạp chí truyền hình xin kính chào quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trong một ngày ẩm ướt của tập San Jose, và Đồng Thảo lại có dịp để nói chuyện về một cuốn sách cũng có cái chữ rain trong đó, nói về cơn mưa. Cơn mưa này như thế nào? Đồng Thảo sẽ mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với tác giả của cuốn Rain on the Red Flag của Frank Thanh Nguyễn. Và Thanh Nguyễn hiện đang có mặt tại phòng thu của đài truyền hình quê hương bây giờ. Đồng Thảo xin chào anh Thanh. À, xin chào chị Hạ, chị Đồng Thảo và xin chào khán giả của đài Media Quê Hương. Vâng, anh có khỏe không? À, khỏe chị, cảm ơn Chuẩn chị. chuẩn bị để cho chương trình cuối tuần này ra mắt sách. Vâng, Sẵn mọi thứ sẵn sàng rồi phải không? rất nhiều việc nhưng mà tương đối là sao rồi chị. Đồng thời cũng cảm ơn anh là hôm qua đã đến trong cái buổi nhạc chiều văn chiều chiều nhạc của nhóm Hát cho giấc mơ Việt Vâng. Nam. Đồng thời cũng thấy anh trong số khán thính giả, và đồng thời cũng tin là anh cũng hòa nhịp cùng với trái tim của những người trong nhóm Hát cho giấc mơ Việt Nam. Bởi vì là viết được cuốn sách này thì chắc là chúng ta cũng cùng một cái tâm trạng nào đó, nói về nhân bản, tức là quyền làm quyền của những cái điều mà con người ước ao được sống, phải không? Vâng ạ. Đó. Thì quý vị biết không, Đồng Thảo mời Frank tới đây để nói chuyện về cuốn sách mà Đồng Thảo tin là Đồng Thảo và quý vị khi đọc cuốn sách này chắc sẽ tìm thấy mình trong đây nhiều lắm. Thì bây giờ trước tiên để được mời Thanh đi. Anh Thanh giới thiệu về mình một chút xíu cho khán thính giả của quê hương cũng như các đồng hương Việt Nam biết qua về anh. Vâng, thì gia đình của tôi là gia đình người Bắc di cư vào trong năm năm 54. Bên nội là ở Hải Phòng, bên ngoại thì ở Hà Nội. Tôi sinh ra thì ở Đà Lạt, nhưng mà lớn lên và đi học thì ở Sài Gòn. Thì bố của tôi là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau khi ngày mất nước năm 75 thì gia đình tôi là tôi trong một gia đình có bảy anh trai, anh chị em trai và một chị gái, rất đông con. Thì ông già là trung tá trong quân đội. Thì sau khi mất nước thì gia đình bị kẹt ở lại. Bố tôi thì đi học tập cải tạo. Thì tôi đi vượt biên bao nhiêu lần thì tới năm 77 thì tôi bị bắt. Rồi sau đó đi vô trại học tập cải tạo, đi qua trại tù khoảng 4 năm. Thì trong khoảng 4 năm đó thì gia đình tôi tổ chức bao nhiêu lượt đi khác thì từ từ đi dần dần. Thì tôi được thả ra vào năm 1981. Thì tôi thả về xong rồi thì lúc đó còn người Anh lại, thì tôi lại đóng tàu phụ cho người Anh lại vượt biên. Thì lần này thành công. Thì tôi qua Mỹ năm 82 thì đoàn tụ với gia đình bên Mỹ. Rồi sau đó tôi đi học đại học ở Mỹ, vừa lấy cử nhân vừa lấy vì là thạc sĩ về Computer Science. Rồi tôi làm ở Silicon Valley từ đó đến giờ là cũng ba mấy năm rồi, là về về high tech. Thì có gia đình hai đứa con trai, thì hiện giờ tôi đang cư ngụ ở South Dakota, North California. Quá là chi tiết. Đây, quý vị biết là rõ về hoàn cảnh cũng như là dùng chữ tạm chữ để làm chữ tiểu sử nhỏ nhỏ của tác giả cuốn sách này. Anh dịch sang tiếng Việt là Mưa sa trên màu cờ đỏ. đó là ngôn ngữ của nhà văn đó hả? Nhà văn, nhà văn. Hay quá ha. Nhưng mà mưa sa trên màu cờ đỏ rất là hay khi dịch từ chữ brand on the red flag, mà văn chương như vậy, dùng những từ ngữ rất là hay như vậy. Mưa sa trên màu cờ đỏ, chữ sa đó, chữ sa là nó Buồn. đã mang một cái ý nghĩa nào đó, nó thiết tha và nó hơi trầm buồn trong đó, nó hơi u uất trong đó, nó hơi u uẩn trong đó. Viết như vậy hay như vậy mà tại sao mình không viết một cuốn sách song ngữ? Thì nó có lý do, thì rất nhiều người hỏi là tại sao lại viết cuốn sách là bằng Anh ngữ. Thì cái lý do mà tôi nghĩ có thể mình tóm gọn lại, thì nó có rất nhiều lý do. Nhưng mà tôi nghĩ là cái lý do chính nhất là sau khi tôi qua Mỹ thì tôi thấy mình có dịp tìm hiểu thêm về chiến tranh Việt Nam, hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa,
và tất cả những cái thời thế thay đổi. Thì tôi thấy là báo chí của Mỹ, tôi coi báo chí của Mỹ, chuyện documentary của Mỹ, thì thấy là cái người cái quan niệm của người Mỹ, hay là nói chung về thế giới mà nói riêng về người Mỹ, đối với cái chiến tranh Việt Nam đó, nó hơi thiên vị, tức là họ họ nhìn cái tranh Việt Nam qua cái góc nhìn của họ, nhưng mà họ không có dành nhiều cái chú tâm đến cái người Việt Nam, chính người Việt Nam chống cộng sản vào giai đoạn đó. Thì cuốn sách này khi tôi viết ra đó là với cái ý nguyện là để cho thế giới nói riêng, nói chung là người Mỹ nói riêng và các thế hệ trẻ Việt Nam sau này lớn lên hiểu được thế nào là thật sự là cộng sản. Tại vì trước khi đã biết chính trị cộng sản, nhưng mà sau khi mà mình mất nước rồi đó, những cái gì mình biết về cộng sản thì nó có dịp phô bày ra, thì tôi có trải nghiệm qua những cái đó, thì tôi nghĩ là đó là lý do tại sao tôi mới viết về, tại vì tôi viết về tiếng Anh ngữ thay vì tiếng Việt Nam. Cái điều thứ hai nữa là tôi thấy người Việt Nam mình đa số rất viết về cuộc chiến tranh Việt Nam với lại chế độ cộng sản, viết tiếng Việt rất nhiều mà ít người viết tiếng Mỹ, thành thử là không có cái dịp để mà viết ra. Mà một phần nữa là tôi nghĩ là tại vì Việt Nam mình trải qua nhiều sự đau khổ á, thành thử ra khi người ta đau khổ đó thì người ta không muốn nhớ lại nữa, không muốn viết lại. Thì tôi có cảm giác giống như là tôi có nghĩ là mình là một chứng nhân lịch sử, thì mình nên phải làm cái gì để ghi lại. Thì tôi biết đó là lý do tại tôi viết tiếng Anh. Với quý vị biết không, với cá nhân Đồng Thảo rất là xúc động, và Đồng Thảo cảm thấy là cái sự hỗ trợ của Đồng Thảo đối với cá nhân của tác giả Frank Thanh Nguyễn là đúng. Là bởi vì là đã có bao nhiêu lần Đồng Thảo bước chân vào thư viện của Hoa Kỳ, Đồng Thảo đã khao khát để được đọc những cái cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Bởi vì Đồng Thảo cũng như là Frank Nguyễn là mình lớn lên là mình ở cái thế hệ không biết nói cái gì đó, là nửa nạc nửa mỡ. Thế lúc mà mình chưa thực sự là một người lớn, mười mấy tuổi, và mình muốn tìm hiểu về cái chiến tranh tại đất nước mình, cái đúng, cái sai và cái sự thật như thế nào. Thì khi mình đọc những cuốn sách trong thư viện Hoa Kỳ, những người do người Mỹ viết hay những người ngoại quốc viết, đúng như Frank nói là họ không nói lên được cái thực trạng cũng như cái tâm tình và những cái gì xảy ra cho những người Việt Nam, mà đặc biệt là những người Việt Nam bị mất nước. Miền Nam Việt Nam bị mất nước. Cho đó nên là rất là cay đắng. Và tôi không muốn đọc những sách đó. Tôi không muốn đọc. Và tôi không muốn con cháu của mình đọc. Nên là cảm ơn Frank Thanh Nguyễn là đã nói lên tâm tình này. Nhưng mà cái câu hỏi của Đồng Thảo hồi nãy là tại sao không là song ngữ? Thì rất tiếc. Thảo hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm cách để anh để cuốn này sang một cái bản, một cái version mà tiếng Việt. Tại vì cũng cần cho những người Việt Nam ở cái thế hệ nửa nạc nửa mỡ như chúng ta, mà không có nhiều cơ hội để tìm hiểu về lịch sử hay là thực trạng của đất nước, sẽ dịp có dịp đọc để cùng nhau cùng chia sẻ cái tâm tình này. Mong là anh sẽ làm điều đó. Chắc có thể để sau này. Rồi Đồng Thảo cũng có một cái thắc mắc như thế này, không biết là phải nghĩ sao, là bây giờ đã 47 năm sau ngày miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm, thì anh viết nhiều về cái chuyện nó xảy ra. Tên là như vậy. Thật tên là như vậy. Thì trong đây sẽ nói về những cái đau thương, sẽ nói về những cái mất mát, phải chăng như vậy? Cũng đúng một phần chị. Cái lý do mà tại sao lâu như vậy là thật sự ra xin thú thật với chị là lúc mà qua Mỹ đi học thì là bận bịu quá, lo gia đình, không tính cho bao nhiêu người khác. Muốn viết là lâu, có viết cứ viết chút viết bao nhiêu năm mà. Nhưng mà thật sự mà đến lúc mà muốn làm ra đó là sau khi qua nhiều, thì sau khi mà có tôi nghĩ có thể là lúc mà cái documentary TV series của ông Ken Burns về Vietnam War ông ra đó, tôi thấy ông cũng đúng một phần, có những cái đúng nhưng mà đa số đúng một phần, nhưng mà nó qua cái góc nhìn người Mỹ. Thì đúng lúc đó tôi nghĩ là đến lúc mà người Mỹ, tại vì lúc đó cũng là lúc mà người Mỹ họ qua cái giai đoạn chống chiến tranh, và bây giờ họ bắt đầu cảm nhận được cái sự hy sinh của quân đội Mỹ. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là đúng lúc đó thì tôi cảm thấy là mình phải viết một cái gì đó để mà giống như là cho người ngoại quốc biết về cái Việt Nam mình. Là cái thứ hai nữa là cái điều tôi viết ra đó thật sự nó không có phải là nó là
một sự hy sinh hay là sự mất mát gia đình to lớn. Tại vì nếu mà tôi nghĩ là cái sự mất mát hy sinh gia đình của tôi đó mà so với lại sự hy sinh mất mát của hàng triệu người Việt Nam khác, không có nhầm nhịn, không có thấm thía vào đâu cả. Thì tôi chỉ có muốn ước vọng ví diễn ra là một cái phần rất là nhỏ của mình thôi, để mà họ nhìn lại những cái điều đó thì họ có thể trải nghiệm qua, giống như là tôi là một tiếng nói nhỏ để nói ra những câu chuyện mà chưa được ai kể, cho những người mà không kể ra thì tôi kể ra phải thôi chị. Dạ vâng, đó là cái suy nghĩ mà Đồng Thảo có ngay từ ban đầu, là Đồng Thảo và quý vị, nhất là những người mà thuyền nhân Việt Nam sẽ tìm thấy mình trong những cuốn sách này. Ngày mình sẽ ra mắt cái cuốn sách này vào ngày Chủ nhật tuần này. Vâng. Và lúc mấy giờ vậy Frank? Thì rất là may mắn thì cuốn sách của Frank được được Việt Museum và Dân Sinh Media ở San Jose này bảo trợ cho ra sách vào ngày Chủ nhật tuần tới, tức là ngày tháng 12, ngày 11 Tuần này chứ? tuần đúng rồi, tuần này, thời gian nó qua lẹ quá. Vâng, đúng, tuần này, Chủ nhật tuần này, 2 giờ chiều, Isaac Newton Center Auditorium ở San Jose, 70 West Heading ở San Jose. Thì buổi ra sách là từ 2 giờ tới 5 giờ. Vâng. 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 Như vậy thì diễn giả sẽ có mời diễn giả chứ phải không? Vâng ạ. Thì cái chương trình ra sách đó là tiếng Việt Nam mình gọi ra sách, thật sự là giới thiệu sách, mà đối với tôi thì nó giống như là một cái celebration là mình ra sách. Thì tôi mời đa số là mời bạn bè, gia đình, thân hữu, và những người Việt nào mà có quan tâm thích đọc sách, tôi mời ra. Thì trong chương trình đó thì sẽ có phần nói chuyện về Việt Museum của bác Bút Văn Lộc, là người sáng lập ra Việt Museum. Rồi cũng có bài phát biểu của anh Phạm Phú Nam là president của Dân Sinh Media, nói về đề tài cải tạo với lại vượt biên. Còn riêng tôi với lại thì gia đình thì có đọc mà một phần cái một trích vài đoạn, rồi cũng nói về sách. Nhưng mà có lẽ cái phần mà một cái phần mà tôi thấy là thích thích nhưng mà quan trọng nhất đó, là cái phần mà tôi có cái phần gọi là chat with the author, nói chuyện với tác giả. Thì tôi để một giống như là một cái open session để cho mọi người tới có thể hỏi bằng tiếng Anh, tại vì đa số là người trẻ nhiều, thì đó chương trình của tôi chuyên song ngữ thì họ có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì về cuốn sách này, thì tôi có dịp trao đổi nói chuyện trả lời với lại khán giả. Sau đó có một số chương trình nhạc nhẹ, mà những bản nhạc này là những bản nhạc mà nó có trong cuốn sách memoir của Freud, là thể ra mình có thể dùng cái đó là giống là những cái theme song của cuốn sách này. Và Đây hả? Như vậy là thì có cả văn nghệ, nói thật thì nôm na là hy quý vị hay nói trong cái tiếng dùng của cộng đồng người Việt là có văn nghệ phụ diễn có phần nghệ phụ diễn đây, có bạn bè, bạn một số bạn bè thân với lại Frank hồi xưa thì có cái lúc mà cái hobby, một phần hobby ở ngoài hoặc là việc là thì cũng có chơi ban nhạc, một ban nhạc Mỹ rock ở đây, thì họ cũng lại thì họ giúp vui. That's interesting. Cũng thú vị đó. Như vậy là chương trình khá là hấp dẫn đó nha. Đồng Thảo chắc chắn là sẽ có mặt. Ủa nhưng mà ngày 11 hả? Ngày 11 tôi nghĩ thì chị Thảo bận Bận rồi. bận bận Chết rồi, thì rồi. tôi Như bị vậy là tiếc quá, vô cùng tiếc. à không sao và Vô cùng tiếc, tại vì là chắc là Thảo cũng có từng nói qua với cái vị kể kể lệ, tại vì Thảo có cái lời nhà yêu cầu. vâng Cái ngày hôm đó là nguyên ngày là Đồng Thảo sẽ đi vô Veteran Và Hospital để vâng, thăm các thương ngay bệnh giờ binh nói. Hoa Kỳ và các nước khác chiến đấu tại các chiến trường khắp mọi nơi trên thế giới. Năm nào cũng vậy, vào vào cái mùa tháng Giáng sinh uổng quá. Đến 5 giờ hả? Thảo hy vọng Thảo sẽ chạy đến vào giờ chót. Dạ vâng, Thảo sẽ ghé nếu mà còn có thể. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị đến đến để quý vị chia sẻ tâm tình cùng với tác giả Frank Thanh Nguyễn, đặc biệt là những thuyền nhân và những người mà không phải thuyền nhân, là những người Việt xa xứ, chắc chúng ta cũng muốn chia sẻ tâm tình này. Với cái tham vọng mà Frank chia sẻ vừa rồi đó, là chúng ta muốn con cháu chúng ta đọc. Những đứa trẻ như là con của cháu của mình đó, chắc chắn là nó sẽ nói và nó viết và nó đọc tiếng 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 Anh nhiều hơn là tiếng Việt. Con của Đồng Thảo cho đi học văn lang biết bao nhiêu năm, đến lúc lên đại học giao tiếp với bạn bè nhiều quá, đi làm gặp bạn bè, bây giờ nó không có nhớ viết được nữa.
nhưng mà nó chắc không con hiểu dạ nói được nó chứ hiểu chưa thì con. nói nhưng mà nó không viết được nữa, trong khi Vâng. lúc trước là nó học văn lang thời cho nó học rồi nó viết thư cho bà ngoại Việt Nam mà Ừ. bây giờ thì nó quên hết. À. Do đó nên là nếu mà có cái bản tiếng Anh như vậy thì nó sẽ đọc Đã được, sẽ đọc, vâng, nó sẽ hy đọc vọng, được, vâng. và các con các cháu của mình nó sẽ hiểu nhiều hơn về những cái gì Các thế hệ của mình, xảy ra tại Việt Nam vâng. hơn là những cuốn sách mà nó không có đúng, Vâng. không có đúng mà do những người ngoại quốc viết. Vâng, Rất đúng là vâng. là hay. Như vậy thì ngoài cái điều đó, Frank còn mong đợi điều gì khác khi mà giới thiệu cuốn sách này hoặc là viết cuốn sách này? Cuốn sách này thì tôi nghĩ cái cuốn sách này khi mà quý vị có dịp đọc á, thì nó bây giờ đang bán online, thì thật sự là nó chỉ mới xuất bản cách đây chỉ 1 tháng thôi, mà chính thức của nhà sách thì nó chưa có thông báo, nó đang vẫn còn đang làm, nhưng mà tại vì tôi muốn ra sách sớm trước Christmas, thật sự ra nó làm vội vàng để cho có sách để cho mình giới thiệu cộng đồng Việt Nam. Thì cái ngoài ngoài những cái ước nguyện mình đã nói ra thì tôi thấy rằng cái chuyện mà tại vì cái chuyện của tôi rất là may mắn, nó không có thương tâm, nó có thương tâm mà nó không có thương tâm đến nỗi là thì trong câu chuyện đó nó có những chuyện rất là tầm thường, rất là bình thường của một người tại tại đó là memoir, thành thật ra tất cả những cái ý nghĩ mình viết trong đó là cái lúc đó là mình còn trẻ, vì tại phải lúc đó rất còn trẻ, rất là ngây thơ, nói chung là mình ngây thơ lắm, thành thật ra những cái gì mà có những cái ý nghĩ giản dị rất là nhỏ nhặt trong đó thì phải còn nhớ viết, tôi ghi lại, thành thật ra cái ý là nếu mà bạn trẻ Việt Nam trong nước hoặc là ngoài cũng ngoài nước có dịp đọc được thì sẽ hiểu thêm về những gì xảy ra trong cái thế hệ này, nhất là về Cộng sản Việt Nam sau ngày mất nước, lúc đó tất cả những gì nó phơi bày ra. Cái thứ hai nữa là những bạn trẻ mà có cái dream muốn viết hay là muốn 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 bày tỏ gì thì cứ việc, courage còn lớn là muốn làm gì thì mình cứ làm theo điều đó của mình, thì tất cả những gì cũng có thành sự thật hết. Vâng. Tức là Frank muốn nói là Frank sẽ đi trước, giống như một mô hình để Vâng. cho Ừ. để khích lệ và thúc đẩy những người khác. Vâng. Cách đây một số năm có một chị mà chị làm cái công tác trong cộng đồng hay là về văn hóa đó, chị Vâng. có gọi phone cho ông Thảo, hình như là chị từ Texas, chị nói là ông Thảo có muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trong cái thời gian mà đi vượt biển vượt biên và là thuyền nhân hay không, Vâng. để họ cũng có phần để đóng góp vào trong cái gọi một cái kho tàng Vâng. tài liệu cho Vâng. dữ liệu Vâng. cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Vâng. Thì lúc đó Thảo lại nhút nhát Nhà đó à. đó Thảo luôn nhút nhát, với cả mình tính mình lại vừa vừa nhút nhát vừa khiêm tốn, là mình không muốn phơi bày cái cá nhân của mình ra, mình Vâng. nghĩ mình là ai mình là gì. Nhưng mà bây giờ đó quý vị thấy không, một người này với cái nhiệt huyết và một chút can đảm đã dùng chữ Thảo, tạm dùng cái chữ này tuy là nó to tát nhưng mà đối với Thảo, Thảo nghĩ là đúng, là dấn thân, là chúng ta cứ làm những điều mà chúng ta nên làm, tại vì thời gian nó sẽ qua đi và chúng ta sẽ không còn khả năng làm những việc chúng ta muốn làm. Người khác không làm được, nếu mình làm được mình cứ làm, phải không anh? Đúng rồi chị, Thảo rất là tán đồng chuyện này vâng. và rất là cảm ơn Frank đã chia sẻ cái tâm tình này với mọi người. Mong là không những là con cháu chúng ta đọc mà những người tại Việt Nam hay sinh sau đẻ muộn bên Việt Nam bằng tuổi đồng Thảo với Frank hoặc là trẻ hơn hay sinh sau, mai mốt đó Frank viết tiếng Việt đó, để cho họ đọc, họ cũng hiểu hơn về những cái gì đã xảy ra trên đất nước của mình và cho dân tộc của mình. Đồng ý không? Có thể là thì trong tương lai thì phải cũng đang có nghĩ tới viết bắt đầu sách thứ hai thì Hoặc không là chỉ là một bản khác à mà bạn Việt bạn ngữ. Việt ngữ Nhá. thì có thể bạn nào có thể là mình không biết mà mình mà nếu có thể một người nào đó họ đọc có thể mà nhất là dịch hay thì họ có thể làm được, thì Vâng. phải chắc chắn là sẽ open cho cái đó nhé. Nhưng mà tại sao lại là Rain on the Red Flag? Rất nhiều người lúc mà họ nhận cuốn sách này thì rất nhiều người nói ra là ồ sao cái tựa đề của anh giống một bài thơ của Trần Dần, từ Trần Dần, thì tôi nói ồ nếu mà anh vậy thì rất là cảm ơn anh, cảm kích anh, tại vì nếu quý vị có đọc cuốn memoir thì không biết tại sao, lý do tại sao lại là lấy cái tựa đồ đó đề đó, nhưng mà nếu mà tại vì chị hỏi đây thì tôi cũng xin nói thưa luôn, không biết còn nhiều giờ, nhưng mà trong tất cả những cái đoạn mà tôi viết trong đó đó có một đoạn mà
tại vì khi mình viết sách ra thì một cái thích thú thứ hai nữa là hồi đó mình viết cho người ta đọc, bây giờ tới việc người ta đọc, người ta nói lại cho mình biết, thì bây giờ mình giống là mình ngồi mình nghe tất cả các, thấy nó cũng thú vị lắm. Tại vì giống như là thì mỗi người cho một cái ý khác, là họ thích cái này, thích cái phần này phần kia. Mà đối riêng với tôi đó thì lý do tại sao đó, thì trong cái cuốn truyện, cái cuốn hồi ký này thì có một câu chuyện nhỏ của một người bạn tù. Anh chàng nó chỉ là một trung sĩ, một lính chủ cơ lục chiến thôi. Mà tôi cũng không biết cái bài thơ đó. Thì trong tù, trong cái cảnh buổi chiều đó, thì buổi tối đó, sau buổi tối lúc mà ngồi nói tụng đó, hoặc là sau đó những buổi chiều mà trên ngọn đồi Phượng Vĩ, là cái đồi mà nơi mà học tất cả tạo, thì anh chàng đó mới đọc qua cái bài thơ của Trần Dật, đọc bốn câu, đại khái bốn câu như là: tôi đi giữa phố không thấy phố cái nhà, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Thì tôi thấy bài đó hay, mà tôi cứ nghe ngẫm nghĩ đi ngẫm đi lại ngẫm lại. Rồi sau đó anh chàng nó kể chuyện, anh chàng nó có tham dự vào trận đánh Quảng Trị. Rồi anh chàng nó có nhắc tới cái lúc mà mình dựng cái cờ lên, lúc mà cái cầu thạch Quảng Trị nó bị mất, thì nó có là cờ đỏ, thì nó mưa nó sa trên màu cờ đỏ, thì nó nhìn rất là ảm đạm. Rồi sau đó mình mới chiếm cả thạch Quảng Trị lại, dựng cờ Việt Nam lên. Thì cái cảnh mà cờ đỏ dựng lên vào trong cái kỳ đài, cho trong một chiều mưa ảm đạm như vậy đó, nó có liên tưởng tới một cái ngày mà đúng ngày mất nước, là tôi đứng trên một cái nóc bệnh viện nhìn xuống cái thành phố Sài Gòn, lúc đó bắt đầu nó ngập cờ đỏ, lúc cộng sản nó vô đó. Thì tất cả những cái màu cờ đỏ nó liên kết với nhau. Anh tập bạn nó làm trong mỗi lần khi anh chàng đó anh đọc cái bài thơ đó của Trần Dần đó, rồi tôi nghĩ anh nhớ lại tất cả những cái gì về màu đỏ, thì nó đâm ra nó tự nhiên này, thì tôi cảm kích cái bài thơ này. Thì tôi lấy tựa đề là thì trong cái trong trong cái phần sách nó có đoạn dịch cái bài thơ qua tiếng Mỹ một chút xíu, thì trong cái tựa đề tôi thấy cái tựa đề đó là mưa sa trên màu cờ đỏ, có nghĩa là nó có thể nó nói được đọc cái sách. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Frank rất là nhiều. Vâng. Vâng, và chắc là quý vị cũng đã hiểu được tâm tình của tác giả cuốn Rain on the Red Flag, hoặc là Mưa sa trên màu cờ đỏ. Và Phương Thảo cũng mong là nếu mà có thì giờ và quý vị có thể thu xếp được đó, thì cùng đến với nhau trong chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 12 tuần này, vào lúc 2 giờ rưỡi chiều hả? Hai giờ 2 giờ chiều chiều ạ. 2 giờ chiều để Vâng. cùng chia sẻ tâm tình này với tác giả. Và chúng ta là những người Việt xa xứ thì Thẩm Thảo tin là những cái lúc như vậy là những lúc mà chúng ta cảm thấy gần nhau hơn, và sẽ cùng nhau làm được cái điều đó tốt lành cho cộng đồng Việt Nam tại đây nói riêng và cho người Việt nói chung. Cảm ơn Frank đã đến đài quê hương chia sẻ tâm tình cùng với Đồng Thảo và với quý khách thính giả của đài. Chúc may mắn và chúc nhiều thành công, và mong là một ngày nào đó sẽ được đọc cái bản tiếng Việt và được dịch sang bản Việt ngữ để cho chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn. Vâng, cảm ơn chị Đồng Thảo rất nhiều đã mời Phan đến để nói chuyện. Và xin cảm ơn khán giả của đài quyền. Cảm ơn chị. Xin chào. Xin chào quý vị.